Ok, đây mấy cái tay trang chạy. Mấy tay này là bộ chia mấy cái chiếc xe lớn các bạn. Xe nhiều nhiều cổng á. Những cái bộ này rất là mới nó đa phần mấy cái bộ này thì nó không có cái cần gạt cụ thể các bạn, tại vì rất là nhiều nha. Mà nó sẽ điều khiển nha, nó sẽ điều khiển tẻ đi. À, từ lớn tới nhỏ nha. Hybrid Nachi nguyên cụm các bạn. Nachi. Cái bộ này mình thấy cũng có rất là nhiều khách cần. Nè, trong đây thì cái bộ này là đẹp nhất. Vừa tháo ra. Ren ốc cũng mới tinh. Nha, khách nào mua thì liên hệ nha. Kiểm tra các bạn, thấy cái vàng tay chạy dưới không nè, mới ken, mới ken đẹp. Cái này thì mình bao xài nè, mấy cụm này nè, một hai ba bốn năm sáu, sáu cần. À, mấy bộ này bao xài nhé. Kg đây. Hai mươi ký quá nặng, bộ này rất là xịn. Ba cần, ba cần. Bộ này hai cần.